Đảng cộng hòa chuẩn bị kế hoạch cho 100 ngày đầu tiên nắm quyền của ông Trump. Lịch trình hoạt động của ông Trump đến khi nhậm chức tổng thống. Ông Joe Biden và nhiều nhân vật Đảng Dân chủ lên tiếng hậu bầu cử Mỹ. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh của chúng tôi. Ngay sau đây là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật trong suốt những giờ qua. Mời quý vị theo dõi. Theo tờ The Hill, các thành viên Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện và Hạ viện Mỹ đã chuẩn bị cho điều mà họ vô cùng mong đợi. Đó là quyền kiểm soát thống nhất của Đảng Cộng Hòa đối với Nhà Trắng và Quốc hội sau cuộc bầu cử năm nay. Theo các nguồn tin thân cận, các lãnh đạo Đảng Cộng Hòa, gồm lãnh đạo phe thiểu số Cộng Hòa tại Thượng viện, Mitch McConnell, Thượng nghị sĩ John Thune nhân vật số 2 của phe Cộng hòa tại Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Hạ viện, Steve Scalise, đang vạch ra chương trình nghị sự cho 100 ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump. Đáng chú ý, ngay gần thời điểm ông Donald Trump thắng cử, ông Steve Scalise đã gửi bức thư dài 4 trang cho các hạ nghị sĩ về kế hoạch này. Theo đó, Đảng Cộng hòa sẽ phối hợp thực hiện chính sách cắt giảm thuế của ông Trump, giải phóng năng lượng của Mỹ và tăng cường nguồn lực tới biên giới phía Nam cùng các biện pháp khác. Về năng lượng, các chính sách này bao gồm mở cửa các khu đất liên bang trong đó khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia bắc cực để tăng cường thăm dò và sản xuất năng lượng và bãi bỏ các phần của đạo luật chống lạm phát trong chiến dịch tranh cử của mình ông donald trump cũng cam kết sẽ cắt bỏ các khoản trợ cấp về khí hậu của chính quyền tổng thống biden và tiếp tục hoạt động thăm dò năng lượng bao gồm cả việc giảm thuế cho các nhà sản xuất dầu khí đốt than theo đó người đứng đầu nhà trắng trong tương lai từng khẳng định sẽ giảm một nửa chi phí năng lượng trong vòng một năm kể từ ngày 20 tháng 1 năm 2025. Về vấn đề nhập cư, ông Scalise cho biết, Đảng Cộng hòa sẽ xây dựng bức tường biên giới theo chủ trương của ông Trump, tiếp thu các công nghệ phát hiện mới, tăng cường tuần tra biên giới và ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp. Đáng nói, ông Trump từng tuyên bố, ngay ngày đầu nhiệm sở, thậm chí ngay trong những giờ đầu tiên, ông sẽ đóng cửa biên giới với Mexico và tiến hành chiến dịch trục xuất nội địa lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Song song với đó, trong nhiều tháng qua, các đồng minh đã nỗ lực chuẩn bị một loạt sắc lệnh hành pháp nhằm giúp ông Trump thực hiện chương trình nghị sự, các đồng minh đảng Cộng hòa cho rằng ông nên nhanh chóng áp dụng lại xác lệnh hành pháp phân loại lại một số lượng lớn nhân viên liên bang thành nhân viên theo ý muốn. Làm như vậy sẽ mở đường cho việc thay thế các nhân viên công vụ liên bang bằng những người khác có thể đầu tư nhiều hơn và thực hiện các chính sách của ông. Đồng minh tại Quốc hội, bao gồm chủ tịch hạ viện Mark Johnson cũng cam kết sẽ hành động nhanh chóng và mạnh mẽ để thúc đẩy chương trình nghị sự của tổng thống đắc cử. Quyền kiểm soát hạ viện vẫn chưa ngã ngũ, nhưng đảng Cộng hòa đã giành lại thế đa số ở thượng viện để có lợi cho họ trong việc phê chuẩn gia hạn đạo luật việc làm và cắt giảm thuế năm 2017 của ông Trump, cải cách quy định và xem xét chính sách năng lượng. Được biết, mục tiêu chính của ông Donald Trump là nới lỏng các chính sách của chính quyền tiền nhiệm và tiếp tục công việc mà ông đã dừng lại sau nhiệm kỳ đầu tiên tại vị. Tuy nhiên, vẫn còn một số thách thức cho các kế hoạch 100 ngày đầu nắm quyền mà các đồng minh vạch ra trong Donald Trump, bao gồm nguồn lực, nhân lực cũng như các điều khoản pháp lý và chính trị. Sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hôm 5 tháng 11, ông Donald Trump sẽ nhận các báo cáo an ninh quốc gia và tình báo trong khi tiến trình kiểm phiếu đại cử tri diễn ra. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, ông Trump và ông Vance sẽ lần lượt tuyên thệ nhậm chức Tổng thống và Phó Tổng thống vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Dưới đây là những cột mốc quan trọng từ giờ cho đến khi ông Trump chính thức trở lại Nhà Trắng, theo trang Axios. Trước ngày 11 tháng 12 năm 2024, các quan chức cấp cao sẽ chuẩn bị giấy chứng nhận xác định các đại cử tri được bổ nhiệm của một bang. Tiến trình này diễn ra ít nhất 6 ngày trước cuộc họp của các đại cử tri. Ngày 17 tháng 12 năm 2024, các đại cử tri sẽ họp tại bang của họ và bỏ phiếu cho tổng thống và phó tổng thống trên các phiếu riêng biệt. Các lá phiếu này được ghi lại trên giấy chứng nhận và được ghép đôi với các giấy chứng nhận nêu trên. Ngày 25 tháng 12 năm 2024, Chủ tịch Thượng viện và Cục trưởng Cục Quản lý Hồ sơ và Lưu trữ Quốc gia NARA phải nhận các phiếu đại cử tri trước thứ tư trong tuần thứ tư của tháng 12. Cục trưởng NARA chuyển các giấy chứng nhận cho Quốc hội. Trước ngày 3 tháng 1 năm 2025, việc chuyển giấy chứng nhận diễn ra vào cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1 năm sau, khi đội ngũ pháp lý của Văn phòng Đăng ký Liên bang gặp gỡ đại diện của Thư ký Thượng viện, Thư ký Hạ viện và các nghị sĩ. Quốc hội mới khóa 119 bắt đầu nhóm họp vào ngày 3 tháng 1 năm 2025. Ngày 6 tháng 1 năm 2025, Quốc hội chứng nhận kết quả bầu cử. Trong phiên họp chung, Phó Tổng thống Kamala Harris với vai trò Chủ tịch Thượng viện sẽ chủ trì việc kiểm phiếu và công bố kết quả bỏ phiếu của cử tri đoàn. Các phản đối về phiếu đại cử tri phải được ít nhất 20% thành viên Hạ viện và 20% thành viên Thượng viện ký. Ngày 20 tháng 1 năm 2025, nếu kết quả được công nhận, ông Donald Trump và ông Vance sẽ là lượt tuyên thệ nhậm chức tổng thống và phó tổng thống. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, lo ngại. Sau khi nhậm chức tổng thống, ông Donald Trump sẽ can dự vào những quyết định vốn dĩ độc lập từ trước đến nay của Ngân hàng Trung ương này. Trong hơn 70 năm qua, Ngân hàng Trung ương Mỹ hoạt động như một cơ quan độc lập. Để quyết định lãi suất nên ở mức nào, trong các cuộc họp nội bộ, những người đứng đầu, các nhà hoạch định chính sách không phải tham khảo ý kiến của Tổng thống và các quan chức khác vì lý do chính đáng dưới đây. Theo lời giải thích của một cựu chủ tịch cục dự trữ liên bang Fed, nhiệm vụ của những người đứng đầu ngân hàng trung ương là phải đưa ra những quyết định mặc dù có thể không được lòng dân, nhưng cuối cùng vẫn là tìm cách mang lại lợi ích cho nền kinh tế nước Mỹ trong dài hạn. Tuy nhiên, tính độc lập trong suốt 70 năm của Fed có thể bị can dự khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Ứng cử viên tranh cử Đảng Cộng hòa Donald Trump phát biểu tại một cuộc họp báo vào tháng 8, ám chỉ đến các quyết định về lãi suất của Fed. Tôi cảm thấy rằng ít nhất Tổng thống cũng nên có tiếng nói trong vấn đề này. Tôi cảm nhận điều đó rất mạnh mẽ. Tôi kiếm được rất nhiều tiền và rất thành công. So với những người làm việc tại Cục Dự trữ Liên bang hoặc Chủ tịch Fed, tôi có bản năng về kinh tế tốt hơn. Không rõ liệu ông Trump hay bất kỳ Tổng thống nào có thể xóa bỏ tính độc lập của Fed hay không, hoặc liệu điều đó có cần sự chấp thuận của Quốc hội hay không. Tuy nhiên, sau khi tuyên bố của ông vẫn phải loạt phản ứng dữ dội, ông Trump đã xoa dịu dư luận trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Bloomberg News chưa đầy hai tuần sau đó. Theo tôi, một tổng thống chắc chắn có thể nói về lãi suất nếu như họ có trực giác rất tốt. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đang ra lệnh, nhưng nó có nghĩa là tôi nên có quyền được nói về nó như bất kỳ ai khác. Fed không được thành lập để lấy lòng công chúng. Rõ ràng, người dân Mỹ và các chính trị gia không thích mức tỷ lệ lãi suất mà Fed đưa ra để cứu nền kinh tế. Bất chấp những lời kêu gọi hạ lãi suất sớm hơn, Fed vẫn giữ lãi suất ở mức cao nhất trong hai thập kỷ suốt một năm để kiềm chế thực trạng lạm phát. Phải đến tháng 9 năm nay, họ mới thực sự cắt giảm. Nhiều quan chức được bầu trong ngày bầu cử vừa qua đã kêu gọi hạ lãi suất vào thời điểm đó, nhưng lập luận của họ có thể không được xem xét tại các cuộc họp về chính sách tiền tệ. Theo đánh giá của các nhà hoạch định tại Fed, việc hạ lãi suất quá sớm có nguy cơ làm bùng lại lạm phát. Hiện chỉ cao hơn 1 phần 10 điểm phần trăm so với mục tiêu 2% của Fed. Lãi suất cao hơn thường giúp kiểm soát lạm phát bằng cách khiến người tiêu dùng và doanh nghiệp phải trả nhiều tiền hơn khi vay tiền. Từ đó hạn chế giá cả tăng cao hơn nhiều. Đó là lý do tại sao các quốc gia có ngân hàng trung ương độc lập thường có tỷ lệ lạm phát thấp hơn. Chủ tịch Fed Jerome Powell đã đề cập đến lập luận này khi trả lời các phóng viên vào tháng 9 sau khi tuyên bố hạ lãi suất. Ông Powell nói: "Đây là một cơ cấu mang lại lợi ích cho công chúng và tôi hy vọng điều này sẽ tiếp tục." Theo AP, sau khi bầu cử Mỹ 2024 có kết quả là chiến thắng thuộc về ông Donald Trump, đương kim tổng thống Joe Biden đã đầu tiên lên tiếng Thông điệp của đương kim tổng thống Joe Biden chủ yếu nhằm động viên phó tổng thống Kamala Harris, người vừa có phát biểu tuyên bố thua cuộc bầu cử cách đó ít lâu. Cụ thể theo thông báo của Nhà Trắng công bố, ông Biden đã ca ngợi phó tổng thống Kamala Harris là một đối tác và công chức tuyệt vời, đầy lòng chính trực, can đảm và bản lĩnh. Ông Biden cũng lưu ý, bà Harris đã tham gia chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng trong hoàn cảnh phi thường. Song song với đó, ông Biden nói thêm bà Harris đã tiến lên và lãnh đạo một chiến dịch lịch sử, thể hiện những gì có thể đạt được khi được kim chỉ nam đạo đức định hướng mạnh mẽ và một tầm nhìn rõ ràng về một quốc gia tự do hơn, công bằng hơn với vô vàn cơ hội cho tất cả người Mỹ. Sau ông Biden ít lâu, vợ chồng cựu Tổng thống Barack Obama cũng đang thông điệp của riêng mình. Mở đầu thông điệp, vợ chồng ông Obama gửi lời chúc mừng cho ông Trump và khẳng định không thể tự hào hơn vì những gì mà bà Harris đã làm tuy nhiên ông obama cũng đưa ra một số cảnh báo về tình hình mỹ như tôi đã nói trong thời gian tranh cử nước mỹ đã trải qua rất nhiều khó khăn trong vài năm qua từ một đại dịch lịch sử và sự tăng vọt giá hàng hóa do đại dịch gây ra đến những biến đổi nhanh chóng và cảm giác ám ảnh nhiều người rằng dù họ có làm việc chăm chỉ thế nào thì điều tốt nhất họ có thể làm được là không thụt lùi những hoàn cảnh đó đã tạo nên cơn gió ngược cho những lãnh đạo dân chủ đương nhiệm trong thế giới sự kiện bầu cử vừa qua đã chứng minh rằng Mỹ không phải ngoại lệ. Tin tốt là những vấn đề này có thể giải quyết, nhưng chỉ khi chúng ta lắng nghe nhau và tuân thủ theo những nguyên tắc hiến định cốt lõi và thông lệ dân chủ đã làm nên đất nước này. Sau ông Biden và ông bà Obama, vợ chồng cựu tổng thống Bill Clinton và cựu ngoại trưởng Hillary Clinton cũng đang thông điệp phản hồi kết quả bầu cử. Trong đó, ông bà Clinton hy vọng cặp ông Trump và ông Vance sẽ điều hành đất nước vì tất cả người dân Mỹ và mong rằng chính quyền nhiệm kỳ mới sẽ thuận buồm xuôi gió. Vợ chồng Clinton nhắc nhở, chúng ta cần giải quyết những vấn đề của mình và cùng nhau nắm bắt cơ hội. Bà Clinton chính là người đã để thua ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2016. Sau khi ông Donald Trump giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh, Bắc Kinh sẽ tiếp tục xử lý mối quan hệ với Washington trên cơ sở chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi. Tuyên bố trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 6 tháng 11. Bà khẳng định chính sách của Trung Quốc đối với Mỹ là nhất quán và sẽ tiếp tục nhìn nhận và xử lý quan hệ trung Mỹ trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác. Bà cũng cho biết tôn trọng sự lựa chọn của người dân Mỹ vì bầu cử tổng thống là vấn đề nội bộ của Mỹ. Đối với khả năng của ông Trump sẽ tăng thuế nhờ vào hàng hóa Trung Quốc, bà Mao Ninh nhấn mạnh Bắc Kinh không trả lời các câu hỏi giả định. Trước đó trong quá trình tranh cử, ông Trump từng tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế lên tới 60% đối với hàng hóa Trung Quốc, cao hơn nhiều so với mức 25% ở nhiệm kỳ đầu để thúc đẩy sản xuất của Mỹ. Liên quan đến việc chúc mừng ông Trump, bà Mao Ninh cho biết thêm, sau khi kết quả bầu cử chính thức được công bố, Trung Quốc sẽ xử lý các vấn đề liên quan theo thông lệ. Có nhận định cho rằng sau khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump gần như chắc chắn sẽ tiếp tục theo đuổi lập trường cứng rắn hơn với Bắc Kinh đặc biệt tập trung vào cạnh tranh kinh tế và công nghệ điều này có thể sẽ tạo thêm gánh nặng cho nền kinh tế vốn đang gặp khó khăn của trung quốc